Alo bạn ơi cho mình đặt tàu phở đường đen chân châu nha Ừ giá bao nhiêu nhờ Thế cho mình 6 cốc nha Chỉ với một cuộc điện thoại đơn giản như vậy Sau khoảng 15 phút 6 cốc tàu phở đường đen chân châu đã được giao tới tận tay chị Ngân Đây không phải là hình thức mua sắm mới Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thì những ưu điểm nổi bật về tính nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế việc tiếp xúc đông người của hình thức mua sắm này được chị ngân lựa chọn nhiều hơn, thậm chí với nhiều gia đình 80% mua sắm đều được thực hiện qua hình thức này trong giai đoạn dịch này thì mình đỡ phải va chạm tiếp xúc với lại người khác đấy mà kể cả cái việc thanh toán mình cũng có thể là chỉ thanh toán qua điện thoại thôi chứ mình không thanh toán bằng tiền mặt chẳng hạn thì tất cả những cái đấy thì mình cảm thấy là an toàn dịch này thì tốt nhất là như thế thôi Kinh doanh lĩnh vực thực phẩm sạch tại thị trường Lào Cai lâu năm. Hiện nay hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch An Tâm cũng đang đẩy mạnh việc quảng bá bán hàng thông qua trang web Facebook, Zalo. Doanh số bán hàng bằng hình thức này đang chiếm khoảng 30% tổng doanh số bán hàng của hệ thống và đang có chiều hướng gia tăng khi dịch COVID-19 có chiều hướng phức tạp. Hướng đi mới này đã giúp đơn vị rất nhiều trong việc đảm bảo doanh số kinh doanh hàng tháng. Bán hàng online này càng ngày càng phát triển nó mở rộng ấy nên là cái bên cửa hàng cũng đang đẩy mạnh cái cái phương thức bán hàng bán hàng online nhiều để quảng bá được được nhiều hơn về cái về về cửa hàng cũng như thương hiệu An Tâm thì thứ nhất là bên mình sẽ phải luôn uh, nâng cao cái cái chất lượng hàng hóa thứ hai là cái mặt hàng sẽ phong phú hơn không chỉ có các cửa hàng lớn mà rất nhiều cửa hàng nhỏ, hộ kinh doanh gia đình thì bán hàng online đang là cứu cánh giúp vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Trong thời gian hiện nay thì bên em chuyên bán hàng online, chủ yếu là bán hàng online để tiếp cận khách nhiều hơn. Trong giai đoạn tới tôi sẽ mở rộng hơn hình thức bán hàng online để phục vụ quý khách hàng ngày càng tốt hơn. Mặc dù kinh doanh online đang được ưa chuộng trong thời điểm dịch Covid-19, nhưng hình thức kinh doanh này vẫn còn nhiều vấn đề cần được kiểm soát như tình trạng hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Do vậy, người tiêu dùng cần lựa chọn các nhà cung cấp uy tín có địa chỉ rõ ràng để mua sắm, tránh trường hợp mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng khiến tiền mất tật mang.